Sau đây bọn phụ tử học này, video này kiếm cho bằng 2 nhằm phí đủ biếp này kèm bằng cả Telegram account trên đồng bộ những bài browser mà dưỡng. Tốt mong những trái copy link nhằm trái này. Đâm mấy cho một căn còn lại download Telegram đó bà dưỡng. Đâm mấy install. Video này kiếm cho bằng 2 nhằm phí cả bằng cả Telegram account cho mỗi những Windows. Chẳng chừng ai rồi bán ta dân cho bộ phê tại kia này Mac thì có Windows. Xem là Windows bọc chấm cái Windows. Chỉ là cái nạ Windows mình chỉ là cái nạ Mac OS thế. Chẳng chừng click ở Windows. Mình tỏ mắc cho biết tha Get Telegram for Windows. Làm bây download Telegram. Hay dụng mắc đồng lăng là lượt computer được bỏ. Chúng bình thái chúng mình download hay nâng install bàn chụp chay và đoạn hai thì chúng ta hãy xem mình bật install đoạn tiếp theo và xem cho bọn bộ là toàn bàn install thế xong download hay dùng mọi install cho mình xem. Xem là cái install còn là chuyện next kia mình bàn hai nữa thế và tôi mới dùng thử cái bài Telegram được bao nhiêu và tôi mới tới chuyện biết start messaging và tôi mới dùng tới đã lấy tu được sao được bao nhiêu. Lấy tôi là xong để dùng bra làm mấy thuộc cả bằng cát. Mình tốt mà chơi biết thần này. Ok, mình tốt mà dùng từ tù lấy code message mà cần tôi là xong bởi dùng. Lấy xong mà từ tù tốt mắt chúng ta đã first name and last name là bậc nhóm và tại này khi chúng ta ưu tiên hỏi bậc nhóm chúng ta sẽ first name last name page. Ok và tốt mắt chơi biết thá xa nhập. Ok là bên này kia bằng cả Telegram đồ bỏ dân cứ bàn tự bàn chụp cháy dân change profile add friend contact bỏ dân bàn đã chụp cháy bàn bên này kia bằng cả Telegram bỏ dân cứ bàn mình chọc ở con xâm nạp cả tôi xin lại video này.